Thế gian ba người nó có vào nhất. Hôm nay sóng này là vào được. Cái cổng cái này đã xoay không ạ? Nó xoay không? Áo phao bây giờ đội đặc nhiệm chuyên môn ra để giúp các đại biểu. Bắt dây thường đấy là nó gọi là đội đặc nhiệm của đảo. Ấn quần lên là hơn một chút không có thao mà anh em nó sẽ dìu và ghế cái dao kia vào. Đại biểu nữ thì cõng đại biểu là nhẹ đi áo. Anh Bang là chỉ có vào được chỗ này thì hôm nay không thể thả xuống sinh quy được. Đại biểu báo cáo là sóng lớn, cầu cảng bên kia thả xuống là quốc phường. Sóng lớn, sóng đông giang cũng rất lớn. Ở bên kia là lính đảo mặc áo phao chờ mình á. Hôm nay là mình sẽ thực hành bài đổ bộ đánh chiếc đảo Hoàng Phương tối tải. Nhớ cho đây là chúng ta đang đổ bộ đánh chiếc đảo, lát nữa là thực hành đổ bộ từ đảo ra tàu bằng phương tối tải. Ngày mai là sẽ thực tập luôn đánh chiếc đảo Trung Quốc đúng không? Ừ. Hôm nay là tất cả mọi người lên. Các cái điện thoại mình bỏ vào túi ngực, nếu mà đại biểu nào có túi ngực, áo túi ngực. Đại biểu nào không có thì mình bỏ vào và đúng túi tôi cho nhờ. Các cái máy ảnh này của anh này thì anh thật cẩn thận nhá, không vào nước nó văng ướt liền á. Ngồi yên chưa? Hay quá. Tôi gửi.
ướt cả mồ hôi. Ừ. Nóng á, nóng á. Nóng á chưa vậy? Cái gì nóng? Làm một kiểu chỗ này anh ạ, đội sắt ông đầu. Selfie bốn hội đây. Ok. Ta selfie. Ta selfie. Ta selfie đầu này.